Chào mừng bạn đến với bản thiền ngủ ngon và tái tạo năng lượng, chữa lành những cảm xúc tiêu cực của Mong Coaching. Để đảm bảo cho việc thiền được diễn ra hiệu quả nhất, hãy chuẩn bị cho mình một chiếc tai nghe và một tư thế nghỉ ngơi thoải mái. Bạn có thể nằm và thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Trước khi ngủ, tôi muốn bạn hãy nghĩ về khoảng thời gian bạn muốn mình được nghỉ ngơi. Hãy nói thầm trong tâm trí của mình về khoảng thời gian ấy. Bạn muốn ngủ trong khoảng 30 phút, 45 phút hay 1 tiếng. Hãy nói với tiềm thức của mình và để tiềm thức đánh thức bạn dậy. Rồi, rất tuyệt vời. Để cơ thể của bạn có thể thư giãn nhất và kết nối với tiềm thức của mình, bạn cần phải đảm bảo rằng cơ thể của bạn đang được hoàn toàn thả lỏng. Bây giờ, hãy nhắm hai mắt của bạn lại. Hãy hít một hơi thật sâu vào và thở ra thật nhẹ nhàng, thư giãn và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tiếp tục hít chậm và sâu một lần nữa. Hít vào, thở ra. Cảm nhận toàn thân của bạn đang được nhẹ dần, nhẹ dần. Hãy cứ tiếp tục hòa mình vào tiếng nhạc và giọng nói của tôi. Nếu có bất kỳ suy nghĩ nào đó xuất hiện, hãy cứ để nó diễn ra theo một cách tự nhiên, không cố đẩy, không cần cố làm chủ nó, không cần cố để vượt qua nó. Hãy cảm nhận mọi thứ xuất hiện như một áng mây bồng bềnh, nhẹ nhàng rồi tan biến. Hãy từ từ cảm nhận sự thả lỏng bắt đầu từ vùng đỉnh đầu của bạn, rồi thả lỏng hơn nữa đi nào. Sau đó, hãy hướng sự thư giãn xuống phần trán của bạn. Vùng cơ trán của bạn được thư giãn và giãn ra một cách tự nhiên. Tiếp tục thả lỏng về phía sau đầu của bạn, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Cảm nhận thư giãn đang lan tỏa khắp vùng mắt của bạn. Mọi vùng cơ quan quanh mắt của bạn được nghỉ ngơi và thả lỏng. Cảm nhận sự thư giãn đang diễn ra ở đôi mắt. Cảm giác thư giãn đó đang thấm sâu vào đôi mắt. Sự thư giãn đó tiếp tục chảy xuống vùng cơ mặt của bạn, giúp cơ mặt của bạn được thả lỏng. Hai má của bạn được thả lỏng hoàn toàn. Tiếp tục thả lỏng vùng cổ. Cảm nhận cơ cổ được mềm hơn nữa. Thả lỏng hai vai của bạn. Hai vai được thả lỏng và buông thõng xuống. Cơ vai giãn ra nhẹ nhõm. Tiếp tục, hãy thả lỏng cột sống lưng của bạn. Cột sống lưng của bạn được nghỉ ngơi. Bạn cảm nhận được sự dễ chịu chạy dọc khắp sống lưng của bạn. Dây thần kinh ở lưng được thả lỏng. Thả lỏng vùng ngực và vùng bụng của bạn. Cảm nhận sự thả lỏng, thư giãn, từ từ.
tiếp tục thả lỏng các khớp tay, bắp tay và từng đầu ngón tay của bạn. Các bối cơ của bạn được nghỉ ngơi, chúng buông thõng xuống, không còn một lực nào níu giữ chúng. Tiếp tục thả lỏng vùng hông, vùng cơ mông của bạn. Cơ hông và cơ mông của bạn được giãn ra hoàn toàn. Sự thư giãn đó đang lan tỏa xuống bắp đùi của bạn, khớp chân của bạn, bắp chân của bạn, rồi tới từng đầu ngón chân của bạn. Thư giãn và thả lỏng. Thư giãn và thả lỏng. Bây giờ, bao trùm cơ thể của bạn là một sự thư giãn thả lỏng hoàn toàn. Cảm nhận sự thư giãn đó đang từ từ thấm dần vào trong từng tế bào và cơ quan thần kinh của bạn. Giờ đây, hãy để tâm trí của bạn được thả lỏng, tĩnh lặng, thư giãn thật sâu và chìm vào giấc ngủ. Hãy chìm vào giấc ngủ thật sâu, sâu hơn nữa, sâu hơn nữa. Bạn chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật sâu. Bây giờ, cơ thể của bạn bắt đầu quy trình tạo tạo năng lượng cho bạn. Tiềm thức đang lắng nghe và quan sát những tổn thương và cảm xúc tiêu cực đang diễn ra trong bạn. Mọi cảm xúc diễn ra lúc này là để cơ thể có thể thấy được và giúp bạn chữa lành những tổn thương đó. Tiềm thức đón nhận và làm bạn với tất cả những cảm giác đó. Cảm nhận và giúp cảm giác đó dịu dần, dịu dần. Tiềm thức mang nguồn năng lượng thư giãn từ đỉnh đầu của bạn đến nơi có vùng khó chịu, tổn thương của bạn, chữa lành và tái tạo sự sống mới cho vị trí tổn thương đó. Thả lỏng mọi cảm giác trong tâm trí của bạn. Mỗi cảm giác sẽ trôi qua như một áng mây, bồng bềnh, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, rồi từ từ tan biến hoàn toàn. Bạn chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác thư giãn sâu đến toàn thân thể của bạn. Những áp lực và mệt mỏi của bạn đã được gửi vào vũ trụ, xóa bỏ và tan biến đi hoàn toàn. Tiềm thức tiếp tục đem những tri thức, những hạnh phúc, niềm vui mà bạn thu lượm được trong một ngày cất vào trong tâm trí của mình. Bây giờ chỉ có những niềm vui, sự yêu thương, hạnh phúc và lòng biết ơn đang tồn tại trong bạn lúc này. Bạn hoàn toàn thoải mái và nhẹ nhõm. Trái tim của bạn đang đập nhịp nhàng và khỏe mạnh, tiếp tục bơm máu và oxy nhiều hơn, đi nuôi cơ thể và bộ não của bạn. Mọi hoạt động trao đổi chất và tái tạo năng lượng đang diễn ra một cách nhịp nhàng. Mọi giác quan và cơ quan nội tạng của bạn đang hồi phục và khỏe khoắn hoàn toàn. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Bây giờ, hãy hướng tâm trí tới khu vườn tâm hồn của bạn. Khu vườn tràn ngập yêu thương, mạnh mẽ, bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, một món quà ý nghĩa biết bao. Ngày hôm nay, xin tiềm thức hãy giúp tôi quan sát những hạt giống tốt lành tôi đã gieo suốt trong một ngày hôm nay. Tôi biết ơn giây phút này, tôi vẫn đang được sống.
tôi có thể nhận diện được sự hiện hữu của mình qua ánh mắt thân thương của những người tôi gặp, cảm nhận được sự trách nhiệm, nhiệt tình của những người đồng nghiệp, cảm nhận được ý nghĩa tuyệt vời của mỗi công việc tôi đang làm. Tôi cảm nhận được tình yêu thương trong mỗi phút giây tôi đang thở. Đó là món quà hạnh phúc nhất mà tạo hóa đã ban cho tôi. Ngày hôm nay, xin tiềm thức hãy giúp tôi gửi đi những nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đến mỗi người tôi gặp. Ngày hôm nay, hãy giúp tôi lắng nghe và khiêm tốn hơn. Ngày hôm nay, hãy giúp tôi đồng cảm với những điều nhỏ bé và giản dị. Ngày hôm nay, tâm tôi nắng dịu hơn ngày hôm qua. Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy mình tốt hơn. Tốt hơn tôi của quá khứ. Ngày hôm nay, hãy giúp tôi cảm nhận biết bao sắc màu của cuộc sống. Hãy giúp tôi có thật nhiều năng lượng, sự bình an và may mắn. Hãy giúp tôi luôn làm chủ mọi công việc của mình. Giúp tôi thu hút và gặt hái được thật nhiều những cơ hội, những ý tưởng tuyệt vời để tôi phát triển trong công việc và cuộc sống của mình. Giúp tôi luôn tự tin và mạnh mẽ hơn. Xin tiềm thức hãy giúp tôi luôn tự tin và mạnh mẽ hơn. Xin tiềm thức hãy giúp tôi luôn gia tăng trí nhớ của mình, sự tập trung của mình, sự thông minh mỗi ngày. Giúp tôi phát triển nhiều hơn kỹ năng và khả năng giao tiếp để tôi thành công hơn trong cuộc sống và cuộc sống gia đình. Tôi yêu bạn. Tôi cảm ơn bạn, tiềm thức và cơ thể của tôi. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi yêu bạn. Tôi cảm ơn bạn. Và giây phút khi tôi thức giấc, xin tiềm thức hãy giúp tôi cảm nhận được sự khỏe khoắn, tỉnh táo, cảm nhận được sự mạnh mẽ đang chảy trong dòng máu nóng của tôi. Giúp tôi luôn tràn đầy tình yêu thương, nhiệt huyết và đam mê với cuộc sống này. Giúp tôi cảm nhận mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc đều là những điều tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho tôi. Tôi yêu cuộc sống này. Tôi hạnh phúc, biết ơn và sẵn sàng đón nhận những điều tuyệt vời sắp xảy ra với tôi.